Khi shipper làm mất hàng và gặp ngay cô chủ sắp xử lý và cái kết rất ấm lòng. Cô chủ sắp rất tốt bụng và xinh đẹp cực kỳ dễ thương. Cô chủ sắp xử lý rất dễ thương. Mời cả nhà mình theo dõi hết clip sau để hiểu rõ hơn nhé. Rồi chị nghe em nói đi. Dạ, hồi sáng em có giao cái đơn hàng đó. Khi mà quay về giao cho chị Trân thì em cũng lấy hàng. Có người lấy mất hàng của em rồi. Tại vì cái đơn đó là em quen chị Trân mà chị cũng lại giao đơn chị Trân ưu tiên. Ai lấy mất rồi? Ý là ai lấy mất hay là em làm rớt? Ai lấy mất cái gì? Trời ơi, vậy rồi bây giờ ý em sao? Chị có thể nào cho em xin cái giá gốc trả tiền không đúng? À, ý là bây giờ em bị mất cục hàng rồi. Lại bây giờ em xin cái giá gốc để mà em hoàn tiền cho chị ha, cái đơn hàng đó ha. À, đúng rồi. Thôi, xui rủi rồi cho ai muốn đâu. Ý là giờ em lỡ làm mất rồi thì thôi chị cũng không có lấy tiền đâu. Chị gửi lại cho Bẹo Trân cái khác. Còn cái này là dạ. chị không có lấy tiền em đâu. Chị nói thật hả? Chị không lấy tiền em gì đó hả? Không, giờ xui rủi nó mất rồi, lấy tiền làm gì? Thôi coi như là rủi ro đi em, rút kinh nghiệm lần sau. Đừng có để mất hàng khách nữa không nha. Lần đầu tiên em bị mất luôn á. Ừ, lần đầu tiên em mất hả? Ờ, vậy thì thôi coi em coi cẩn thận lại. Chị hỗ trợ lại cho khách cái đơn hàng khác. Còn đơn hàng đây chị sẽ không có lấy tiền em đâu. Cảm ơn chị rất nhiều luôn á. Ừ, không có gì. Rồi ok em. Dạ, cảm ơn chị nha. Ừ, chào em.